Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trung Hậu, đến từ đơn vị cấp cứu và hồi sức tim mạch C1 của Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai. Để tiếp theo cho chương trình Talk Show, tôi xin trình bày một cái trường hợp lâm sàng về một cái bệnh lý mà thực ra thì tỷ lệ gặp cũng không phải là ít. Thế tuy nhiên trong lâm sàng chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn cũng như là bỏ quên trong vấn đề chẩn đoán. Để rồi cuối cùng kết cục của bệnh nhân thường sẽ diễn biến nặng nếu như mà việc chẩn đoán cũng như xử trí của chúng ta bị chậm, không kịp thời. Thì đây, sau đây tôi xin trình bày cái trường hợp lâm sàng mà chúng tôi bắt gặp ở ngay nơi chúng tôi công tác là ở Viện Tim mạch. Nhắc đến vấn đề này thì chúng ta có thể nhắc đến một chút, đó là về các khuyến cáo về tăng áp mạch, về bệnh lý thuyên tắc động mạch phổi cấp. Thì khuyến cáo trước thì có khuyến cáo gần nhất là khuyến cáo của Hội Tim mạch học châu Âu ESC vào năm 2014 đã đưa ra khuyến cáo về hướng dẫn trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh lý thuyên tắc động mạch phổi. Đến năm 2019 vừa qua, tức là sau 5 năm, thì mới đây thì Hội Tim mạch học châu Âu ESC đã đưa ra khuyến cáo để cập nhật thêm cũng như là có những sửa đổi hướng dẫn thêm trong vấn đề là cập nhật và điều trị cho bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi với rất là nhiều điểm mới. Mà từ những điểm mới này, chúng ta sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề thực hành lâm sàng, trong việc chẩn đoán cho bệnh nhân một cách nhanh chóng và chính xác, cũng như là xử trí một cách kịp thời, giúp làm cải thiện được cái tiên lượng sống, tỷ lệ sống con, cũng như là chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân mắc thuyên tắc động mạch phổi cấp. Không được à? Anh có bài, anh có trên USB. USB. Ra vấn đề mà tăng áp động mạch phổi cấp cũng như là nhồi máu phổi cấp thì ở lâm sàng thì thực ra những cái phòng như ICU là phòng bác sĩ hậu làm việc gặp rất là nhiều. Thế thì cho em hỏi ở đây là có anh chị nào đã từng gặp và xử trí một bệnh nhân tăng áp lực phổi cấp do nhồi máu phổi cấp chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Thế thì cái việc chia sẻ của anh Hậu là rất là quan trọng ạ. Vâng, chắc là vì cuối giờ nên máy móc cũng mệt rồi, chúng ta cũng tương đối mệt. Thì tôi xin trình bày nhanh trường hợp ca lâm sàng về phân tầng và xử lý thuyên tắc mạch phổi cấp. Trường hợp này thì là một bệnh nhân nữ 53 tuổi. Bệnh nhân này thì quê quán là một cái người dân ở vùng biển và nghề nghiệp chính là buôn bán hải sản thôi. Tiền sử bệnh nhân thì khỏe mạnh và trước giờ bệnh nhân chưa từng đi khám bệnh cũng như là điều trị bất cứ bệnh lý gì. Một tuần trước khi vào bệnh viện thì bệnh nhân đột bắt đầu thấy hiện tượng là khó thở tăng dần và khó thở liên tục, đặc biệt là khi bệnh nhân đi lại cũng như gắng sức. Và kèm theo tình trạng khó thở đó là tình trạng tức ngực ở sau xương ức của bệnh nhân tăng dần, và tình trạng tức ngực cũng diễn ra liên tục và không theo một cơn nào cả. Bệnh nhân vào bệnh viện tuyến dưới trong một tình trạng khó thở và được chuyển lên Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Tình trạng vào viện của bệnh nhân lúc đó là bệnh nhân tỉnh, mệt nhiều, da niêm mạc không, cân nặng với một cái thể trạng trung bình, cân nặng khoảng 58 kg.
Tuy nhiên là trên cơ năng của bệnh nhân thì có một cái tình trạng khó thở nhiều với phân độ Niha là Niha 4. Khi mà để cho bệnh nhân thở tự nhiên không có sự hỗ trợ bởi là oxy thì chỉ số SV2 của bệnh nhân chỉ được 84% và nhịp thở của bệnh nhân rất là nhanh, 35 lần một phút. Khi chúng tôi cho tiến hành thở oxymap 12 lít một phút thì cái chỉ số SV2 của bệnh nhân cũng chỉ đạt được là 93%. Huyết áp của bệnh nhân lúc vào viện là 120/70 mm thủy ngân và nhịp tim của bệnh nhân rất nhanh, 120 chu kỳ trên phút. Tuy nhiên khi chúng tôi nghe phổi thì thông khí ở hai bên phổi khá là đều và không nghe được các tiếng ran như là ran nổ, ran ẩm hay là ran rít, ran ngáy. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân lúc vào viện thì chúng ta nhìn về cơ bản thì trên điện tâm đồ này là một hình ảnh nhịp xoang nhưng tần số tim rất nhanh, tầm khoảng 120 chu kỳ trên phút. Và trên này nếu như chúng ta để ý kỹ thì có một số cái hiện một số cái vấn đề như chúng ta nhận thấy. Thứ nhất là trục điện tim của bệnh nhân này là trục hướng sang phải và ở D1 thì có hiện tượng là có sóng R và S ở phía sau. Ở D3 và AVF thì chúng ta thấy có một sóng Q phía trước và sóng T ở phía sau. Thì đấy là điện tâm đồ mà chúng thấy, ta thấy một số trong một số kính điển là có hình ảnh điện tâm đồ là S1, Q3, T3 mà thường gặp ở trong những bệnh nhân là thuyên tắc động mạch phổi. Thế nhưng tuy nhiên tình trạng phổi của bệnh nhân khi chụp phổi lên thì tổn thương phổi gần như là không có gì đáng kể cả. Và chúng tôi cũng đã nghĩ đến một trường hợp bệnh nhân này có thể có tình trạng một cái bệnh lý về thuyên tắc mạch phổi. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái thang điểm là Geneva là một thang điểm thường được sử dụng để đánh giá xem bệnh nhân có nguy cơ là yếu tố nguy cơ của việc là bị bệnh lý thuyên tắc phổi hay không, thì cái thang điểm này đánh giá ở với bệnh nhân này thì bệnh nhân lại không có nhiều cái dấu hiệu của những cái dấu hiệu của yếu tố nguy cơ. Ví dụ như bệnh nhân chưa từng được chẩn đoán ung thư, không có hiện tượng ho ra máu, không có phẫu thuật, tuổi bệnh nhân cũng còn khá trẻ, chỉ có một cái điểm của bệnh nhân đó là nhịp tim hơi nhanh đó và được tính theo thang điểm thì 5 điểm. Nghĩa là với tổng số của bệnh nhân này chỉ có 5 điểm trên lâm sàng gợi ý. Và theo phân độ về mặt lâm sàng thì phân độ này để mà chúng ta nghi ngờ về thuyên tắc mạch phổi thì chỉ ở mức độ trung bình và ít nghĩ đến là thuyên tắc động mạch phổi. Do đó với những bệnh nhân như thế này, trên thực tế lâm sàng nhiều khi chúng ta sẽ bị bỏ sót trong vấn đề chẩn đoán thuyên tắc phổi. Và khi chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu thì chúng tôi thấy có một số vấn đề. Bạch cầu của bệnh nhân không quá cao, chỉ 12.000, bệnh nhân không có sốt, nghĩa là không có dấu hiệu về viêm phổi nhiều. Thế tuy nhiên có một cái dấu hiệu đó là chỉ số D-dimer của bệnh nhân thì rất là cao, 3.4 mg/L. Ở D-dimer thì là một cái xét nghiệm giúp chúng ta gợi ý nghĩ đến bệnh lý thuyên tắc phổi. Và mới đây thì trong khuyến cáo mới nhất năm 2019 của Hội Tim Mạch Học Châu Âu đã có một cái chỉnh sửa rất là quan trọng trong chỉ số D-dimer. Đó là thay vì chúng ta sử dụng một cái điểm cắt off của D-dimer trước đây là chúng ta thường dùng đó là 0.5 mg/L ở tất cả các bệnh nhân, thì giờ đây khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Châu Âu đã thay đổi. Đó là họ đề nghị là phân chỉ số D-dimer này cần phải là chúng ta dựa phân tầng theo là độ tuổi của bệnh nhân. Và hiện nay điểm cắt off nó thay đổi theo từng độ tuổi của bệnh nhân. Và khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Châu Âu đó là hiện nay cắt off của chúng ta đó là chúng ta nhân lấy số tuổi nhân với là 10 thì ra được là cái chỉ số điểm cắt off. Ví dụ như với bệnh nhân này là bệnh nhân 53 tuổi nhân với 10 là chúng ta sẽ được là 500 microgram, tức là 0.5 mg/L. Ở bệnh nhân này là 3.4 mg/L, nghĩa là chỉ số D-dimer của bệnh nhân đã tăng gấp khoảng 7 lần so với là chỉ số của người bình thường. Do đó ở bệnh nhân này kèm theo đó ở trên cái xét nghiệm khí máu cấp ở bệnh nhân lúc vào viện thì chúng tôi nhận thấy chỉ số, cả chỉ số oxy lẫn chỉ số CO2 trong máu của bệnh nhân đều thấp cả, và chỉ số PTNF của bệnh nhân cũng rất thấp. Điều này làm cho chúng tôi nghĩ đến nhiều bệnh nhân này có lẽ
sẽ phải tầm soát sâu hơn nữa để loại trừ xem liệu bệnh nhân có thực sự là mắc bệnh lý thuyên tắc phổi hay không. Và chúng tôi đã tiến hành siêu âm tim cho bệnh nhân thì nhận thấy là về mặt cấu trúc cũng như chức năng tâm thu thất rãi thì nó đều trong giới hạn bình thường với EF khoảng 61%, DD không giãn và không có dấu hiệu của suy tim ở thất trái. Tuy nhiên các chỉ số thất phải thì cho thấy đó là bệnh nhân có hở ba lá kèm theo tăng áp động mạch phổi vừa 50mm thủy ngân, thất phải tương đối giãn 26mm với giảm chức năng tâm thu thất phải. Chúng tôi đo các thông số là TAPS là 15mm và chỉ số về phân số diện tích thất phải là 33%. Và đặc biệt là trên... trên siêu âm của bệnh nhân cũng đã thấy có huyết khối lấp đầy ở một cái động mạch phổi bên phải với kích thước 13 x 26mm. Tuy nhiên để nhắc lại thì siêu âm chưa bao giờ được phép sử dụng để chẩn đoán xác định với bệnh nhân thuyên tắc phổi. Do đó bệnh nhân này đã được chụp cắt lớp vi tính đã dãy động mạch phổi và trên cắt lớp vi tính đã cho chúng ta thấy hình ảnh đó là huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi bên phải và huyết khối này lan sang cả động mạch phổi bên trái cũng như là ở cái thân trung của động mạch phổi, nghĩa là bệnh nhân này được chẩn đoán xác định là thuyên tắc phổi. Vậy sau khi chúng ta đã chẩn đoán được là bệnh nhân này đã bị bệnh lý thuyên tắc phổi rồi thì vấn đề tiếp theo của chúng ta là gì? Đó là chúng ta cần phải đánh giá xem mức độ ở bệnh nhân này, mức độ của thuyên tắc phổi là mức độ nhẹ, mức độ vừa hay mức độ nặng để chúng ta đưa ra được một cái chiến lược xử lý phù hợp. Thì hiện nay khuyến cáo của Hội Tim Mạch châu Âu là chúng ta sử dụng thang điểm PERSI để có thể là đánh giá được mức độ nặng. Và ở cái bệnh nhân này thì có những cái yếu tố trong thang điểm: bệnh nhân 53 tuổi, có nhịp tim nhanh hơn 110 lần trên phút, có nhịp thở nhanh trên 30 lần một phút, cũng như đó là cái chỉ số oxy trong máu khi mà để thở tự nhiên thì dưới 90%. Khi chúng ta tính thang điểm của bệnh nhân này là bệnh nhân có điểm PERSI là 113 điểm. Và đối chiếu với là các yếu tố nguy cơ thì bệnh nhân này được phân tầng đó là bệnh nhân ở là mức độ 4 với nguy cơ tử vong là cao. Nguy cơ tử vong sau 30 ngày của bệnh nhân này là từ nguy cơ tử vong sau 1 tháng là từ 4 đến 11,4% cấp độ 4. Vâng, xin tiếp ạ. Và chính vì vậy là bệnh nhân này được phân tầng là một bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi cấp có nguy cơ cao. Do đó trong chiến lược điều trị hiện nay đối với những bệnh nhân thuyên tắc phổi có nguy cơ cao thì ngoài việc là điều trị cơ bản như là bệnh nhân sẽ được thở oxy, hỗ trợ về hô hấp, được truyền dịch bởi vì bệnh nhân có rối loạn chức năng thất phải, thì hai thuốc mà cần được sử dụng ngay đó là thuốc chống đông và thuốc tiêu sợi huyết. Thì khuyến cáo mới hiện nay cũng đã có, năm 2019 cũng đã có rất là nhiều điểm mới trong điều trị thuốc chống đông ở những bệnh nhân thuyên tắc phổi mà sau này các bạn có thể là theo dõi và cập nhật cũng như đọc khuyến cáo. Thì hiện nay khuyến cáo thì là chống các thuốc chống đông có trọng lượng phân tử thấp thì được khuyến cáo là ưu tiên sử dụng hơn so với chúng ta truyền heparin liên tục. Đây là một điểm mà chúng ta rất phải lưu ý bởi vì trong thực hành lâm sàng hiện nay chúng ta vẫn thường sử dụng là truyền heparin. Và thứ hai đó là khuyến cáo rất mạnh mẽ trong việc nếu như những bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi cấp mà có thể phù hợp trong việc sử dụng là thuốc chống đông đường uống thế hệ mới thì khuyến cáo hiện nay đó là chúng ta cũng ưu tiên sử dụng thuốc chống đông đường uống thế hệ mới NOAC thay vì là chúng ta dùng các thuốc kinh điển đó là kháng vitamin K trong điều trị lâu dài của bệnh nhân. Và bệnh nhân này được tiến hành tiêu sợi huyết ngay với thuốc Actilize liều là 0,6mg trên kg cân nặng truyền nhanh trong 15 phút. Và kết cục của bệnh nhân này sau 12 tiếng theo dõi ở bệnh phòng thì bệnh nhân tỉnh, đỡ mệt hơn, đỡ tức ngực,
khó thở giảm xuống với phân độ Niha là 3. Thở khi bệnh nhân thở oxy kính 3 lít phút thì SpO2 là 98%, huyết động thì ổn định, nhịp tim bệnh nhân giảm xuống được 105 lần trên phút. Và trên khí máu của bệnh nhân thì các thông số đều cho thấy sự cải thiện rõ rệt, với chỉ số oxy máu đã tăng lên, chỉ số P/F lên được hơn 200 và lactate đã giảm. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây và qua với một cái trường hợp này rất trẻ tuổi, chưa từng có bệnh lý được phát hiện và điều trị trước đó, mắc một cái tình trạng khó thở cấp. Thì qua trường hợp lâm sàng này, hy vọng mọi người trong thực hành lâm sàng phải rất chú ý đến một cái bệnh lý, đó là bệnh lý thuyên tắc động mạch phổi cấp, cũng như là khi mà gặp một bệnh nhân thuyên tắc mạch phổi cấp thì hiện nay xin nhắc nhở là chúng ta đã có một cái khuyến cáo mới của ESC năm 2019 giúp cho chúng ta có thêm nhiều công cụ trong việc đánh giá bệnh nhân, trong việc chẩn đoán một cách nhanh chính xác, cũng như là có chiến lược xử lý phù hợp đối với từng bệnh nhân. Tôi xin kết thúc phần trình bày ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Hậu với một ca lâm sàng rất là điển hình của một cái tăng áp độ về phổi do một cái nhồi máu phổi cấp, đúng không ạ? Anh chị có câu hỏi gì đối với bác sĩ Hậu không ạ? Các anh chị không hỏi thì em xin mạn phép có một hai câu hỏi rồi với bác sĩ Hậu ạ. Câu hỏi thứ nhất đấy là cái ca của Hậu thực ra về mặt lâm sàng chẩn đoán rất điển hình, nhưng mà ngay đầu tiên mình tiếp cận, nếu mình không có siêu âm tim, nếu mình không có chụp CT thì thật sự là rất khó, bởi vì bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ gì cả. Thế thì theo Hậu thì cái vấn đề yếu tố nguy cơ hoặc là cái vấn đề mà sau khi bệnh nhân đã chẩn đoán tăng áp phổi rồi, nhồi máu phổi rồi, cái việc mình đi tìm nguyên nhân có quan trọng hay không ạ? Vâng, đây là một bệnh nhân như ban đầu tôi trình bày, là bệnh nhân này là bệnh nhân rất trẻ tuổi và trước nay là bệnh nhân hoàn toàn chưa từng mắc một cái bệnh lý gì, cũng như chưa từng điều trị bất cứ bệnh lý gì. Thì cái việc mà bệnh nhân còn trẻ, mà đặc biệt mà lúc nãy chúng ta thể tính theo thang điểm là Geneva là điểm số rất là thấp, mà lại mắc một cái bệnh lý nặng, đó là bệnh lý thuyên tắc phổi. Thì sau khi vấn đề sau si Hậu đây, một ca rất là hay và khá điển hình một trường hợp nhồi máu phổi cấp. Thế thì như chúng ta đã biết thì cái tính chất của nhồi máu phổi cấp này có vẻ giống như một cái trường hợp một cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim thất phải. Tức là chúng ta cũng thấy rằng là chức năng thất phải bị suy giảm và trên điện tâm đồ có những cái biến đổi điện học khá là điển hình. Thế thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là gì, về mặt sinh lý bệnh thì đây là tình trạng tắc cấp tính của một nhánh phổi, thậm chí là cả động mạch phổi. Và trên lâm sàng sẽ biểu hiện ra các tình trạng lâm sàng khác nhau, có thể từ nhẹ đến nặng hoặc thậm chí đột tử và không tối cấp, tức là những thể tối cấp mà không thể cấp cứu được. Thế thì tùy theo cái thể lâm sàng, trên lâm sàng mà chúng ta thấy rằng nó có những cái vấn đề thay đổi trên lâm sàng khác nhau, và những cái thang điểm mà bác sĩ Hậu đưa ra, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này, có bệnh nhân thì điển hình, có bệnh nhân như bệnh nhân này không rõ ràng về mặt dự báo nguy cơ nhồi máu phổi. Như vậy thì cái lý do gì gây ra tình trạng đấy? Rõ ràng là cơ thể chúng ta có một khả năng tự bù trừ về mặt huyết động, về mặt thể dịch. Và những bệnh nhân mà có những bệnh nhân thì khi mà sau khi nhồi máu phổi thì cơ thể bù trừ lại và cân bằng lại quá trình đó, điện tâm đồ chỉ biến đổi thoáng qua và chúng ta không thấy có gì bất thường trên điện tâm đồ cả, hoặc là những xét nghiệm về mặt sinh hóa thể dịch thậm chí có thể là âm tính. Như vậy rõ ràng là cái chẩn đoán một cái nhồi máu phổi trên lâm sàng là rất đa dạng và phong phú, và chúng ta không thể chủ quan được. Khi mà bệnh nhân có những biểu hiện nghi ngờ, chỉ nghi ngờ thôi, chúng ta cũng phải chẩn đoán loại trừ. Và cái vấn đề chẩn đoán loại trừ thì chúng ta phải sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để chẩn đoán loại trừ nó có phải nhồi máu phổi hay không. Bệnh nhân này được may mắn là đến trung tâm mà cơ sở có đầy đủ các kỹ thuật như là siêu âm tim cấp, tại siêu âm cấp cứu này, chụp động mạch phổi cấp, và đã được chẩn đoán xác định là nhồi máu phổi và đã được xử trí theo phác đồ theo khuyến cáo. Tuy nhiên là như bác sĩ Duyên có đặt vấn đề là gì, vậy cái bệnh nhân này sau khi thoát khỏi giai đoạn cấp thì bệnh nhân có nguy cơ tái phát hay không, và chúng ta sẽ kiểm soát cái nguy cơ tái phát đấy như thế nào. Rõ ràng nếu chúng ta không tìm nguyên nhân thì chúng ta sẽ không thể nào giữ khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có tái phát hay không, bằng biện pháp đơn giản là dùng thuốc chống đông duy trì. Thì cái việc tìm nguyên nhân vẫn là một ưu tiên tiếp theo để chúng ta kiểm soát tối ưu về bệnh.
Ở những bệnh nhân trẻ tuổi như thế này, những giới như này, ở trong độ tuổi sinh sản thì một trong nguyên nhân mà chúng tôi cũng phải để ý đó là bệnh nhân có thể dùng các thuốc tránh thai hoặc bệnh nhân dùng các loại thuốc thực phẩm chức năng đặc biệt. Tất nhiên là đây chỉ là một cái võ đoán thôi, có thể nó gây ra hiện tượng rối loạn đông máu và dẫn đến hiện tượng huyết khối hình thành trong lòng động mạch phổi hoặc bất cứ vị trí nào. Song song với đó thì chúng ta cũng phải tìm thêm các nguyên nhân khác để có thể kiểm soát tối ưu tình trạng cái nguy cơ tái phát của người bệnh. Một kỹ thuật mà chúng tôi ngoài các kỹ thuật mà ngoài các điều trị thông thường mà hiện nay viện tim mạch đang áp dụng, đó là trong trường hợp mà huyết khối phổi cấp tính, chúng tôi có thể hút huyết khối phổi trực tiếp qua đường ống thông. Và đây là một kỹ thuật mới được áp dụng tại viện tim mạch và